mình sợ cái chữ là móc cúp ha. À, sản phẩm nước ngọt. Móc cúp sản phẩm nước ngọt, lon nước ngọt kêu bằng gì ta? Các bạn cho tôi từ tiếng Anh coi. Cái lon nước ngọt. Cái chai nước ngọt. Bottle. Bottle free. Bottle wine. Ha, tức là mình phải tìm tiếng Anh thì nó mới ra. Bây giờ quảng cáo rượu đi. Tìm ra được rượu nè. Thì các bạn thấy nè, người ta cho mình rất là nhiều luôn các bạn ha. Mấy cái mẫu mà nó không có vương miện là mình sử dụng được. Ví dụ tôi sử dụng cái bảng này. Tôi lít vô đây. Photoshop nè, thấy không? Thấy Photoshop không? Đó. Download về nè. Rồi mình vô mình sửa lại cái nhãn này thôi là xong. Nha. Free download nè. Rồi. Đấy, cái này đẹp hơn. Cái này đẹp hơn. Có bao bì, có cái chai luôn. Lấy cái này ha. Lấy cái này quảng cáo. Một nhãn hàng mới. Ai làm về rượu á, theo dõi cái này. Đó. Và cách mình làm, cách mình tìm y chang như vậy các bạn. EC17307. White bottle. Rồi, tôi mở Photoshop lên nè. Nó phải nguyên bộ, các bạn nhớ nghe, nó phải nguyên một bộ. Chứ không phải làm khơi khơi. Rồi bắt đầu mình làm cái này xong nè, mình xuất ra VisiBag nè. Mình lấy này, mình móc cúp vô cái chỗ mà mình mới hổm làm giai đoạn 1 á. Ha. Rồi nè, móc cúp sản phẩm nè. White, white. Đây, white bottle đây. Đây. Đó, thấy không? Nó có sẵn cho mình nè. Nó có máy lơ cho mình nè. Bây giờ mình muốn sửa cái nhãn này nè. Lít vô đây nè. Đấy, ở đây nó có cái file nè. Cái file này các bạn thấy nó có cái hình vuông vuông cho nhỏ nhỏ cho này nè. Thì cái này gọi là Smart Object đó. Mình chỉ cần double click vô đây thôi là mình mở qua cái file mới. Mình sẽ sửa thông tin trên file mới đó. Rồi. Bây giờ tôi double click vô nè. Nó mở ra file mới. File mới này là một file tạm nha. Nó không có quan trọng. Mình chỉ cần sửa xong mình lưu lại là được. Rồi, tôi sửa một số thông tin ha. Ví dụ như ở trên đây tôi đưa logo của tôi vô, tôi tắt cái này. Tôi đưa logo vô ha. Rồi, rượu thì bây giờ rượu này rượu nho. Tôi cho cái này màu nâu đi, một lát tôi cho cái này màu nâu ha. Lấy logo để vô. Rồi, kéo để vô ha. Thả vô đây. Đấy. Để logo vô đây. Rồi, tôi muốn cái này là cái màu khác chứ không phải màu này. Thì tôi chọn màu khác vô. Rượu này rượu màu tím đi. Đó. Rượu màu tím. Rồi. Nho màu tím các bạn ha. Rồi cái này tôi có thể là tôi tô màu chuyển sắc vậy đó tùy. Đây. Tôi tô màu chuyển sắc tím qua đỏ. Đấy. Chẳng hạn. Rồi. Logo này chắc chắn là phải màu trắng rồi. Còn trên U. Đó, màu trắng. Ok, rồi cái này cái chữ gì đây? Chữ win. Chữ này là chữ móc cúp. Bỏ cái này đi. Rồi, mình ghi chữ là rượu nho nha. Ghi chữ rượu nho. Ghi chữ rượu trước đi. Rồi chữ rượu này tôi sẽ đổi phông để cho ra tiếng Việt. Đó. Rượu. Rượu. Hình dung không? Rồi thêm chữ nho vô. Rượu nho. Đấy. Khá đẹp ha. Rồi cái trái này, cái chùm nho này để đây luôn cũng được. Rượu nho. Khá đẹp luôn. Rồi ở đây mình sửa lại một số thông tin thôi. Mình double click vô ha. Rồi ok. Mình sửa lại.
chất lượng cao và premium nè, để nguyên cũng được nè. Rồi ở dưới đây mình để là www chấm bá hộ john chấm vn, ví dụ như vậy. Rồi cái này nó bao nhiêu ml thì mình phải bổ sung vô thêm ha. Rượu nho, cái này nó phải nằm dưới chữ nho. Đó. Rồi tôi để cái 100ml đâu đây nè. Thôi mình là tôi lưu cái này lại đi. Rồi sau khi tôi lưu lại xong thì tôi qua bên kia, qua bên phải góc á. Đó. Cái nhãn nó thay lại cho mình ha. Hình dung không? Nhìn hấp dẫn không? Đấy. Rồi bây giờ nè, tới cái này, tới cái này. Đây, mình sẽ copy, copy cái phần này nè, qua bên đây. Double click vô. Cái này nè, cái này nè, nó giống như cái này nè ha, nó giống như cái chỗ này nè. Thì bây giờ mình chỉ cần nhân bản cái này lên thôi. Đó, nhân bản cái này lên nè, cộng trên Z. Rồi mình kéo nó xuống đây nè. Đó. Rồi bắt đầu mình di chuyển nó lên. Double click vô đây chứ. Đó. Rồi mình mới copy cái kia qua. Đây nè. Đây, bên đây. Lấy cái nhãn chai đem qua. Rồi, logo nè. Logo nè. Chữ nè. Chữ nho nè. Chùm nho nè, chữ rượu nè. Rồi cái background luôn nè. Rồi mình lôi mình đem qua đây, qua bên cái vỏ mình thả vô đây. Đó. Rồi mình chỉnh, chỉnh cho nó ngay, cầm trên T chỉnh nó ngay ra, enter. Đó. Rồi giờ cái màu dưới này nè, mình cho lại màu hồng này nè, nó là hình sáp không thôi. Bây giờ chỉnh chích màu. Đó, mình làm sao cho nó khác là ok nha. Rồi, rồi xong rồi đó. Cái này là cái bao bì của cái vỏ nè nha. Control S để lưu lại. Thì bây giờ mình qua mình coi kết quả nè. Ghê không? Ghê gớm không? Đấy, cho nên bạn nào làm về sản phẩm, về bao bì thì mình phải tìm hiểu tới cái việc móc cúp nha. Móc cúp, tôi đổi lại thương hiệu mới rồi đó. Rồi bây giờ với cái này nè, mình có sản phẩm rồi. Bây giờ mình tìm thêm background nữa, là mình làm xong cái này. Lại này ok ha. Thay vô background đó là quảng cáo thêm được một sản phẩm rượu nữa này. Rượu nho. Để background vô. Ví dụ tôi tìm là rượu nho butter, butter gì quay. Đó. Sản phẩm mình màu tím. Đây. Mình coi bố cục của anh ta làm theo. Ví dụ lấy cái nền đỏ này làm cũng được nè. Cái nền đỏ này là được nè. Hợp với màu tím của mình nè. Download về. Download về. Rồi bây giờ giải nén, làm luôn ra thành một poster cho bạn thấy luôn. Rồi giải nén ra. Rồi khi mình giải nén xong, đó, open, open bằng Illustrator. Mấy cái file EBS thì mở bằng Illustrator nha. Các bạn có nghe tôi nói rõ không vậy? Trời mưa tôi nghe nó ồn quá. Các bạn phải biết làm cái cách này. Mình coi mình không coi hiểu không kịp, về nhà coi lại ha.
Khi nào ốp mình coi lại. Ốp bên này các bạn. Rồi. Mình mở cái file mới download nãy lên. Đây. Mở file IPS lên. Rồi. Với cái hình này mình không cần cái chữ, mình không cần cái này. Mình không cần cái này luôn, mình không cần sản phẩm luôn. Sản phẩm mình có rồi. Ha. Rồi, nó bị dính chùm như thế này nè các bạn. Các bạn double click vô. Ha. Rồi, khi nào chọn được cái chai xóa, bỏ. Rồi, mình cần cái background này thôi. Ha. Rồi, bây giờ mình cần cái thước bao nhiêu? Ví dụ như là tôi muốn cái thước là 350x700. Tôi click vô đây ha. Tôi chọn công cụ Arbor nha. Rồi nó tự động nó chọn cho tôi cái nền trắng này ha. Rồi tôi cho là 350x700. Đó. Thì bây giờ mình mới bung cái này lên. Mới bung cái này lên. Đúng cái thước luôn. Rồi ok ha. Rồi, bây giờ mình xuất cái này ra file JPEG. Export. Export add. Rồi, mình check vô đây, nhớ là check vô cái view Arbor. Rồi, tôi cho đây là background. Rồi. 150 để cho nó đẹp. Ok. Trở lại Photoshop. Ví dụ như tôi new một cái file mới. Khỏi new đi, mở cái file gốc lên luôn. 370 ha, 350x700. Mới nãy mình để đó, nó phải tràn lề thì chỗ này nó không bị trắng. Mình để không tràn lề chỗ này nó bị trắng nè. Thì mình có thể là Ctrl T, mình kéo lớn lên xíu cho đừng bị trắng. Ha. Rồi, lấy sản phẩm bên kia qua. Cái này nè, làm xong đóng lại. Làm xong đóng lại. Rồi, bây giờ mình lấy sản phẩm qua. Đấy. Nguyên cái này nè, những cái layer này nè là nó đó. Rồi mình đem qua bên kia nha. Nó có cái bóng đâu luôn kìa ta. Đem qua bên kia. Khá to. Cầm chân T. Kéo nhỏ lại. Đấy. Quảng cáo sản phẩm trên poster dọc ha. Trên banner dọc ha. Cộng trên G. Enter. Cộng trên G. Rồi. Các bạn tạo bóng cho cái này. Để cho nó đẹp giống như bên đây. Bên đây người ta tạo bóng cho mình nè. Đó. Cái này gom lại ha. Cộng trên G. Bây giờ mình tạo bóng nè. Cộng trên G. Cộng trên G. Cộng trên Shift G. Cộng trên E. Muốn tạo bóng phải cộng trên E ha. Rồi cộng trên T. Bấm chuột phải xuống. Vertical xuống. Đấy. Enter. Opacity. Nghe. Rồi bây giờ mình để chữ ở đây thôi là ok. Ví dụ như tôi lấy mấy cái logo, mấy cái chữ này qua tôi để cũng được đó, chả sao. Hoặc là tôi có một cái chữ khác cũng được. Ở đây nó có tên rượu nho rồi. Ví dụ lấy cái này. Lấy cái này. Lấy cái này. Tôi đem qua bên kia. Chữ nho nè. Rap nè, chữ rượu nè, logo nè. Nãy canh giữa ha.
chữ rượu với chữ nho, với trái nho. Cái trái nho tôi đem lên tôi để đây, đem xích qua đây một xíu. Cái trái nho nằm ở dưới đúng không? Tôi to lên xíu. Đó, nó có thể thay đổi bố cục nhẹ vậy ha. Rồi cái phần ở dưới đây mình có thể để cái tên trang web của mình vô, đưa nguyên thông tin này qua. Nó phải nằm lên trên. Đó. Cho nó to lên xíu. Nha. Rồi, cái sản phẩm với cái bóng á, mình cũng có thể là xích xích lên. Cái sản phẩm nè, cái này là cái sản phẩm nè, cái sản phẩm nè, cái bóng đâu. Cái sản phẩm với cái bóng nè, cho nó xích lên xíu. Rồi, để mình để cái chữ cho nó đẹp. Đó, để chữ cho dễ thấy ha. Rồi, cái bóng mình có thể nhạt một xíu nữa. Đấy. Còn ví dụ như mình muốn là cái sợi dây này nè, nó lên cái phần cái chai rượu ha, thì mình nhân bản cái này lên. Mình nhân bản cái sợi dây, cái bắt rảo lên, mình kéo nó lên trên. Kéo lên trên ha, nằm trên cái chai luôn, nằm trên sản phẩm luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ opacity. Đó. Để mình thấy cái sợi dây, thấy sản phẩm chứ quên. Khỏi opacity đi. Để nguyên gì luôn. Bắt đầu mình lấy ben mình vẽ theo. Lấy ben vẽ theo sợi dây này. Hoặc là mới nãy á, khi mình xuất bắt rau á, mình đừng xuất sợi dây. Sợi dây mình xuất riêng ra. Nha, sợi dây xuất riêng ra trong suốt. Qua bên đây mình để lên đây thôi là ok. Còn này mình lỡ nó dính vô cái bắt rau rồi. Cho nên mình sẽ tạo layer mask cho nó. Đấy, thì đương nhiên là mình phải lấy ben mình vẽ. Vậy thì chi cho nó cực không? Ha. Lấy AI xuất cái phần này riêng ra. Có sợi dây vô cho nó sang chảnh xíu. Đây. Vẽ ẩu tí xíu ha. Đấy. Mát đó là ok. Là xong. Ha. Khi mình thiết kế mình chú ý cái phần lớp lan của nó. Nó đè cái chữ kìa. Nó đè cái chữ thì cho nó xích lên. Đấy. Bạn hình dung không? Tức là mình lấy của người ta khá nhiều, mình chỉ bố cục lại, làm lại cho nó là của mình thôi. Ok không các bạn ơi? Hình dung cách làm không? Chứ mình không có rảnh đâu, mình ngồi mà mình sáng tạo từ đầu, mình không phải là dân đồ đăng thiết kế ha. Đó. Rất là ổn luôn đó. Nó phải giống nhau, nó phải cùng thương hiệu. Ví dụ như chỗ này chữ rượu nho nó phong đó, thì mình phải sử dụng phong đó, không phải là chỗ khác mình sử dụng phong khác. Cái bao bì mình của nó là tím đỏ, tím tím gì đó, thì mình cũng phải là tím đỏ, tím tím vậy á. Ha. Ok không ạ? À? Hello. Có bạn nào không rõ phần nào nữa không ạ? À? Thôi hết rồi, người đã xa tôi. Quên hết lời thề ngày xa xôi. Tím luôn. Tím cả chiều hoang luôn. Đấy. Các bạn có thể chỉnh cái tông màu nha. Chỉnh cái tông màu bằng cái color, tức là chọn layer này nè,
Vô đây chọn cái phần mà color palette, tức là mình chỉnh lại tông màu cho nó hợp với sản phẩm của mình. Đó, màu đỏ thì nó không đẹp lắm, mình đưa cái này vô cái ngon nha, hợp lý. Hình dung không quý vị ơi?